Chương 3: Sự hồi phục sau Thế chiến. Kể từ năm 2100, năm công ty vẫn tiếp tục hành trình phát triển các robot mới. Ngoài robot, họ cũng đã phát triển thêm nhiều trang thiết bị có sức mạnh vượt trội như Titan, một dạng robot với ngoại hình đồ sộ, thường cao gấp 3-4 lần những robot thông thường và được gợi trang bị hỏa lực mạnh hơn hẳn. Tuy nhiên, chính thân hình đồ sộ ấy đã khiến cho Titan di chuyển vô cùng chậm, khó mà thực hiện những nhiệm vụ ở những địa hình nhỏ bé. Kế tiếp là drone, một dạng máy bay không người lái dùng để hỗ trợ robot trong chiến đấu lẫn công việc vận chuyển hàng hóa trên các trạm vũ trụ khổng lồ. Ngoài ra, năm ông lớn hợp tác với nhau và tạo hai loại nguyên tố mới là Memorium, còn được gọi là dữ liệu ký ức, microchip dùng để nâng cấp drone, và Thorium được dùng để nâng cấp trạm vũ trụ. Sau khi kết thúc chiến tranh, họ đã thành lập ra các học viện đào tạo tay lái để phục vụ cho việc khám phá vũ trụ. Các ngôi trường đào tạo này được thành lập trên toàn bộ hành tinh trong hệ mặt trời, ngoài trừ thổ tinh. Ở nơi đây, các thanh thiếu niên sẽ được học về cách điều khiển robot Titan. Chương 4: Atsuki Takahashi. Atsuki Takahashi được sinh ra vào năm 2127 tại Hỏa Tinh. Cậu được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ bình yên nên không thể nào hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh. Vào năm 18 tuổi, cậu đăng ký vào Học viện Đào tạo Phi công Lawrence tại Hỏa Tinh. Vào năm học đầu tiên, cậu gặp được hai người vô cùng quan trọng trong hành trình trưởng thành của cậu, đó là Akira và Arata. Ngay trong những tháng học đầu tiên, Akira và Arata đã bộc lộ được thiên phú của nhà lãnh đạo và là những tay lái cừ khôi. Nhưng ngược lại, Atsuki lại có phần lép vế so với hai người bạn của mình, nhưng cậu vẫn luôn nỗ lực để vươn lên phấn đấu. Vào năm học thứ hai, Atsuki được gặp giáo sư Otto Schreier, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực phóng xạ, đã giúp cậu học những thứ mà cậu không thể học được tại học viện, đó là trực tiếp lái robot. Nhờ sự chỉ dạy của giáo sư Otto, Atsuki nhanh chóng trở thành những học viên giỏi nhất ở đây. Và một ngày nọ, Akira bỗng hỏi Atsuki: "Này Atsuki, sao chỉ trong vòng một năm mà cậu có thể từ top 150 của trường leo lên top 20 của trường vậy?" "Chỉ tớ với. Tớ được giáo sư Otto hướng dẫn thực hành đó," Atsuki không ngần ngại trả lời. Khi nghe tới giáo sư Otto, Akira và Arata vô cùng bất ngờ. "Giáo sư Otto ư? Theo tớ biết thì lão giáo sư này là một tên tiến sĩ tâm thần đã trốn khỏi nhà tù ở Kim Tinh cơ mà. Tại sao cậu lại có thể gặp được lão đó?" Arata hoảng hốt. "Cậu nói thật chứ?" Akira hỏi lại. "Tớ biết được tin này khi tìm kiếm trong thư viện. Lão ấy đã trốn khỏi Kim Tinh từ 10 năm nay rồi," Arata nói. Nghe vậy, Atsuki hoảng sợ, không tin những gì mà bản thân nghe được. "Vậy tớ phải làm gì đây Arata? Cậu không được để lão đấy biết được việc cậu đã biết sự thật," Arata trả lời. Dù nghe vậy, Atsuki vẫn đến chỗ giáo sư Otto. Giáo sư Otto đã dần nhận thấy cậu biết được sự thật của ông. "Có vẻ cậu đã nhận ra sự thật rồi nhỉ?" giáo sư Otto hỏi cậu. "Ý giáo sư là sao vậy?" Atsuki vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. "Cậu không cần phải giả vờ nữa đâu, Atsuki à. Vậy giáo sư sẽ trừ khử tôi để tránh bị lộ thông tin ư?" "Không hẳn là vậy đâu Atsuki. Thứ ta muốn ở cậu đó là muốn cậu trở thành một người thử nghiệm lái một robot mới được công ty Evolive sản xuất." "Tại sao tôi lại là người thử nghiệm chứ không phải người khác?" Atsuki thắc mắc. "Vì tôi đã theo dõi cậu được 2 năm, đồng thời cũng đào tạo cậu trở thành chuyên gia phóng xạ như tôi. Nhưng vì tôi đã quá già, không đủ khả năng để làm tay lái nữa." "Ông đã đào tạo tôi chỉ để làm việc này thôi ư? Tôi chỉ là vật thí nghiệm của Evolive thôi ư?" Atsuki tức giận quát lớn. "Ta không có ý như vậy đâu, Atsuki à," giáo sư Otto trấn an cậu. "Tôi giúp cậu chỉ vì thấy cậu có một tiềm năng to lớn từ cậu. Vậy đến khi nào tôi phải đi? Tôi sẽ thử nghiệm robot nào và ở đâu?" Atsuki đã nguôi cơn giận và hỏi. Giáo sư mỉm cười trả lời: "Ngay bây giờ, cậu Atsuki à." Vừa dứt lời, một robot Seraph hạ cánh xuống ngay sau lưng giáo sư và cả hai đã bay lên không trung. "Nhưng chúng ta sẽ đi đâu vậy giáo sư?" Atsuki hoảng sợ. "Chúng ta sẽ đến Mộc Tinh," giáo sư bình tĩnh trả lời. "Nhưng Mộc Tinh hoàn toàn không có bề mặt cơ mà," Atsuki thắc mắc. "Tôi có bảo sẽ đáp lên bề mặt Mộc Tinh đâu. Vậy chúng ta sẽ đáp ở đâu?" Atsuki nghi vấn. "Chúng ta sẽ đáp lên một con tàu Paladin ở quỹ đạo Mộc Tinh." "Nghe vậy, tôi đã cảm thấy yên tâm và nghỉ ngơi để đến quỹ đạo Mộc Tinh." Khi đáp xuống con tàu, Atsuki và giáo sư Otto tiến vào bên trong.
cậu sẽ được thử robot này. Giáo sư chỉ tay vào trung tâm của sảnh, nơi một robot kỳ lạ đang đứng sừng sững. Robot này vô cùng kỳ lạ khi nó đã vượt qua các quy tắc của công ty Evolife để có thể sở hữu 6 khi vũ khí hạng nhẹ. Robot này tên gì vậy giáo sư? Atsuki trầm trồ và hỏi giáo sư. Robot này tên Dagon. Có lẽ cậu khá thích robot này nhỉ? Giáo sư trả lời khi đặt tay lên robot kỳ lạ này.